Chào bạn, chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái video này để nói về chiến lược phát triển của Bluebell.Asia. Hiện tại Bluebell phát triển sàn giao dịch coin ở một số nước trên thế giới và nguồn gốc của Bluebell là tại Nhật Bản. Và hiện tại đã phát triển ở các nước như Indonesia, Việt Nam, Philippines, Malaysia, và tôi hiện tại đang phát triển tại thị trường Việt Nam chủ yếu về margin trade, cách đánh margin trade. Ngoài ra Bluebell xây dựng một cơ chế giao dịch thông qua việc mua bán Bitcoin dựa trên Việt Nam đồng và có phát triển phòng kinh doanh như sau. Thứ nhất, ở dưới cái video này có một cái link thông báo về các vấn đề về tuyển dụng cũng như là đưa ra các cách phát triển phòng kinh doanh của Bluebell, thì chúng ta có thể xem xét cũng như là tìm hiểu các cái thông tin về Bluebell. Chúng ta có thể vào cái link video mua bán Bitcoin tại Bluebell và tổng hợp Bluebell, chúng ta có thể xem xét cái link này. Cái link này sẽ được gắn ở dưới cái video này để chúng ta có thể tìm hiểu. Thứ nhất là Bluebell, gọi tắt là BB, nhằm đưa ra giải pháp coin, chủ yếu là margin coin, xây dựng cái phương pháp tìm kiếm khách hàng trong trade margin, có hoa hồng cho nhân viên và quản lý. Thì hiện tại đang xây dựng cái phòng Bluebell này thì có tìm các cái nhân viên cũng như là đại lý phát triển về Bluebell. Chúng ta có thể tìm hiểu bluebell.com.vn, bluebell.info là David cùng với team đang xây dựng nó, cũng như là mua bán BBEX là một dạng STO, dạng token cao cấp hơn ICO, và mỗi người có thể nhận hoa hồng dựa trên cái link phát triển, và David cũng sẽ phát triển cái link này. Và các cái tổng quan về Bluebell cũng như các cách đào tạo Bluebell và có thể đánh Bluebell ra sao, và chúng ta cũng có thể tìm hiểu các phương pháp đào tạo Bluebell trong cái driver này thì chúng ta có thể tìm hiểu. Thế thì cái phòng kinh doanh đang tìm kiếm những cái bạn có thể phát triển tìm kiếm khách hàng để chơi margin. Chúng ta sẽ được học về margin, đào tạo người mới, đào tạo ICO, các vấn đề về Bluebell. Điều đầu tiên, chúng ta sẽ được làm nhân viên của Bluebell để phát triển khách hàng và giao dịch Bitcoin dựa trên phân tích các cái con sóng từ TradingView hay là từ các cái mô hình về Bitcoin để có thể giao dịch và tư vấn cho khách hàng làm sao kiếm được nhiều bit trong cái kỷ nguyên tiền điện tử này. Vậy thì phòng kinh doanh Bluebell đang tìm kiếm những ứng viên, một là đam mê với công nghệ tiền điện tử. Chúng ta có thể cùng nhau phân tích để tuyển dụng. Xây dựng phòng kinh doanh BB Bluebell, tìm các ứng viên. Thì hôm nay sau khi xem cái video này thì những ai có đam mê xây dựng và tìm kiếm cái khách hàng cùng với Bluebell để phát triển Bluebell thì chúng ta liên lạc Zalo 0987732228. Chúng ta cần phải có đam mê kỷ nguyên tiền điện tử. Thứ hai nữa là yêu thích công nghệ Bitcoin và blockchain. Thứ ba nữa là chúng ta am hiểu về đầu tư và thích nghiên cứu trade và đầu tư, tích trữ hoặc giao dịch.
Thứ tư nữa là chúng ta có nghiên cứu về các vấn đề Bitcoin và altcoin. Thứ năm là đam mê tìm kiếm khách hàng. Tìm kiếm khách hàng và đầu tư cộng với lại có hoa hồng hoặc là link affiliate. Affiliate. Cái việc mà chúng ta tìm hiểu và đam mê cái công việc này thì nó đòi hỏi yêu thích và kiên trì với các cái chiến lược Bluebell. Đây là cái điều đầu tiên để chúng ta có thể xây dựng được phòng kinh doanh. Thì những bạn nào có cái yêu cầu đáp ứng đủ cái yêu cầu này thì xin liên lạc Zalo 0987732228 và để add cái phòng kinh doanh của Bluebell thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và chúng ta sẽ đến phỏng vấn một hôm. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải tìm hiểu về Bluebell. Đây là một cái sàn giao dịch của Nhật Bản được tích hợp công nghệ blockchain. Thứ hai nữa là chủ yếu giao dịch mua bán từ Việt Nam đồng sang các cặp coin chính để chữ, và chủ yếu phát triển khách hàng chay dựa trên margin, tức là có đòn bẩy để giao dịch. Vậy thì chúng ta tìm hiểu trong website bluebell.asia. Thì các ứng viên hoặc người đam mê về coin từ 22 đến 40 tuổi có thể tham gia xây dựng và phỏng vấn. Thứ ba nữa là cái nhiệm vụ, một là chăm sóc khách hàng, hướng dẫn đầu tư, hướng dẫn nạp rút tiền, support cho hệ thống giao dịch của BB. Chúng ta được nhận các khách hàng và chăm sóc khách hàng sẵn có và phát triển mới. Cho Bluebell, đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng. Rồi cái nhiệm vụ hàng ngày, họp sáng, phân tích kỹ thuật và cơ bản về tin tức sóng coin, telesale chăm sóc và hướng dẫn khách hàng, liên lạc nhóm và xây dựng chiến thuật giao dịch và tìm kiếm khách hàng. Trên đây là những cái ứng viên cần phải hiểu được để xây dựng một cái phòng kinh doanh của Bluebell. Từ đó chúng ta xem sóng, phân tích sóng để đưa ra các giải pháp cho đầu tư. Sau đó phân tích Litecoin, phân tích Bitcoin, phân tích Ether và chúng ta sẽ được học rất nhiều và xây dựng các chiến dịch Bluebell. Tổng quan thị trường cũng như là viết content, nội dung quảng bá trên hệ thống Facebook của công ty.
tìm những khách hàng và được hướng dẫn chăm sóc khách hàng. Phát triển rất nhiều các cái mô hình của Bluebell thì chúng ta có thể biết được là công nghệ và tiêu chuẩn của Nhật Bản là cái động thái phát triển của Bluebell. Từ đây chúng ta có thể xem xét được các cái mô hình phát triển của Bluebell. Thứ hai nữa là các ứng viên sẽ được kết nối giữa ví của Bluebell và xây dựng các vấn đề phát triển trong tương lai của Bluebell. Ví dụ như là các cái ví cho ngành thanh toán trong cái kỷ nguyên tới đây của Bluebell phát triển. Được kết nối rất nhiều các cái phương tiện để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về Bluebell và xây dựng nó trở thành một cái sàn rất là mạnh. Và cùng sàn phát triển và đón chào những cái đồng tiền ở trên thế giới niêm yết trên sàn của Bluebell. Phát triển ví cũng như là các vấn đề thanh toán trong app để đưa ra rất nhiều các cái mô hình. Các vấn đề về mua tức thì, tức là trữ Bitcoin, trao đổi giữa Việt Nam đồng với Bitcoin hoặc Ether. Margin trade là các vấn đề về giao dịch cho khách hàng. Khuyến mại và các chương trình khuyến mại cho khách hàng để giúp cho khách hàng làm quen dần với lại Bitcoin và các vấn đề đầu tư. Niêm yết token là chúng ta có thể bán các cái token hoặc là hướng dẫn các cái token của sàn khác niêm yết trên sàn Bluebell. Với các đội ngũ lãnh đạo và các văn phòng quốc tế cũng như là tầm nhìn thì chúng ta có thể tìm hiểu ở trong Bluebell.asia. Các vấn đề về nạp, rút và làm thế nào để mua Bitcoin để chúng ta được support bởi hệ thống. Chúng ta tìm hiểu và chúng ta đăng nhập và đăng ký để chúng ta phát triển cái hệ thống đại lý cũng như là nhân viên tại sàn Bluebell. Trong thời gian tới đây, David cùng xây dựng với toàn bộ anh em về sàn giao dịch Bluebell, thì những ai có đam mê hãy kết nối để chúng ta có thể làm việc. Và chúng ta hãy xem như cái việc mà chúng ta phát triển Bluebell như là một cái sự nghiệp của chúng tôi. Cái sự nghiệp của chúng ta để phát triển một cái sàn giao dịch tốt nhất, và hiện tại là kỷ nguyên tiền điện tử đang rất phát triển. Nếu chúng ta đam mê công nghệ, đam mê kỷ nguyên blockchain, kỷ nguyên tiền điện tử thì chúng ta có thể gia nhập cái đội ngũ của Bluebell tại Việt Nam. Sau đó chúng ta phát triển, hiện tại thì phòng kinh doanh đang tuyển dự thảo khoảng độ 10 người. Chúng ta có thể apply ứng tuyển, sau đó chúng ta sẽ phát triển khách hàng và đưa ra rất nhiều các giải pháp. Ngoài lương cứng, chúng ta sẽ có hoa hồng cũng như là thưởng, cũng như là phát triển dựa trên các vấn đề tìm kiếm khách hàng, rồi thưởng cà phê, thưởng các vấn đề phát triển các dự đoán khách hàng mới, các dự toán cho các vấn đề phát triển kinh doanh trong tháng, trong quý, trong năm, và được tưởng thưởng rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng trao đổi khi mà phỏng vấn, hoặc là cùng trao đổi khi mà chúng ta chat Zalo cùng David. Xin được cảm ơn và xin được để lại các cái thông tin và chat Zalo cùng David để phát triển Bluebell trong tương lai. Các bạn xem video này, nếu đam mê hãy kết nối hoặc có thể trở thành khách hàng của Bluebell, và đừng ngần ngại Zalo 0987732228 để biết thêm thông tin chi tiết.